Dạ, con là Vườn Lan Linh Mi. Con kính chào toàn thể các bác, các anh, các chị yêu quý hoa lan ạ. Dạ, hôm nay thì nhà con có một vườn lan của Chùa Hương, Hà Nội các bác ạ. Thì con xin được phép giới thiệu đến toàn thể các bác nhà mình những cái chậu lan phi điệp tím. Thì cái này là chuẩn giống của Chùa Hương các bác nhá, chuẩn giống tại Chùa Hương. Chùa vườn lan này thì nó rất là nhiều cái hay để cho các bác nhà mình sưu tầm. Thì con xin phép giới thiệu qua với các bác nhà mình nhé. À vâng, ở đây là một cái dòng phi điệp thân lá đẹp của Chùa Hương các bác nhá, Chùa Hương Hà Nội. Vườn này con bán được đến thời điểm bây giờ là 4 năm rồi, nên là con biết rất là rõ ở cái vườn lan này. Về cái thân cây của cái dòng này ấy, nó dài lên đến tận 1,5 m cho đến 1,7 m. Về lá ấy, về lá nha các bác nhá. Cây nó đổ xuống mà ăn theo một hướng nắng. Đấy, thì lá của nó toàn bộ là lá xếp, lá bóng xếp, rất là đẹp các bác ạ. Về hoa thì rất là sai hoa, sai hoa gần như là hoa tuyệt đối luôn đấy các bác ạ. Bông to, vươn cánh và rất là đẹp. Đó. Thật sự ra là nói về phi điệp tím thì nó có muôn vàn cái sắc thái hoa khác nhau, cây khác nhau. Dạ vâng, thì đây cũng là một trong những cái giống gọi là rất đáng để các bác nhà mình sưu tầm thêm vào vườn nhà mình. Dạ. Thì cái này thì thật sự là cái giống của nó là về thân lá cũng đẹp, về hoa thì cũng rất là sai hoa nha các bác nhá. Có những năm thì con được bán vào cái thời điểm là nó đang nụ, đang hoa. Cũng có những năm thì con bán là lúc nó đang thân lá như vậy. Dạ. Năm nay thì bác ấy để nó hơi nhiều, nó hơi dày, nên là cái lá nó đi nó hơi vặn vẹo một chút các bác ạ, nó không được xếp theo một hướng. Đấy. Đây thân của nó đây này các bác này, có những thân dài lên đến tận khoảng tầm, năm nay thì con thấy là nó còn chưa dài bằng mọi năm đâu. Năm nay thì nó chỉ được thân nào dài lắm thì nó chỉ được tầm 1,2 m. 1,2 m cho đến 1,3 m. Đấy, còn những năm trước thì mỗi một chậu lan nhà bác này con bán ra thì giá nó dao động từ 400 đến 500 nghìn đồng. Đấy là như năm trước hoặc năm trước nữa. Còn cái năm nó đắt thì là cái giá tiền triệu thì không nói làm gì nữa rồi. Nhưng mà năm nay thì cái số lượng thân thì nó cũng không kém gì các năm hết. Và thân thì để nó không được theo một hướng các bác. Nhưng mà bây giờ thật sự với các bác là cái lá này nó không còn quá quan trọng nữa. Bây giờ là đến cái mùa đã là thắt ngọn và xuống lá rồi các bác ạ. Nên là bây giờ là các bác nhà mình hãy quan tâm đến cái thân nhiều hơn. Để sắp tới là mùa hoa rồi các bác ạ. Dạ đây thì con có chuẩn bị trước khoảng tầm hơn 20 chậu để phục vụ cho các bác ngày hôm nay. Để các bác chuẩn bị đón một mùa hoa phi điệp nha các bác nhá. Dạ đây thì con lên chi tiết với các bác này. Đấy, có những cái thân nó đi, nó dài lên hơn 1 m luôn các bác ạ. Nhưng mà rồi cũng có những cái thân ngắn, thân dài. Chứ cũng không phải là nó cũng không phải là thân nào nó cũng dài các bác ạ. Cái này thì các bác nhà mình thứ nhất là mình mua giống nhá. Mình mua giống này, thứ hai là mình mua là chơi hoa nha các bác nhá. Này cái lá của nó này các bác này. Đấy, mọi năm ấy thì có thể là một là do giá lan nó cao và số lượng nó ít hơn thì các bác ấy làm nó cẩn thận hơn. Thì rất là đẹp các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đây con lên cho các bác này, các bác anh cầm lên cho các bác thấy nó dài. Đấy, nó dài và nó đẹp nha các bác nhá. Khi các bác treo lên là nó sẽ phủ này. Đấy, nó sẽ phủ như vậy đó các bác ạ. Dạ, con lên cho các bác chậu lan này là với giá là 100 mở hàng là 150 nghìn nha các bác nhá. 150, các bác chốt giùm con. Đây là mã H1 các bác nhá. Con lên mã H2 cho các bác nhà mình ạ. Thân nào cũng dạ. Cái chậu này thì chậu này đẹp này. Chậu này nó sum xuê luôn các bác ạ. Đấy, cũng có những cái thân rất là dài nhá. Chậu này thì con lên cho các bác nhà mình là 200 nghìn đồng. H2 giùm con nha các bác nhá. H2 là 200. H3 đẹp nhỉ. Khi các bác treo lên ấy, thì sẽ thấy cái độ nó đẹp hơn vì nó phủ xuống nữa các bác. H3 các bác này. H3 con này chắc là ra hoa sớm đấy các bác này. Con này đang xuống lá. Đấy, nó đang xuống lá đây các bác nhá.
À, con này là cũng 200 các bác nhá. Con này là H3. Hay con này 180. Con này 180 các bác nhá. Số thân thì nó không không kém gì nhau đâu, nhưng mà nhìn về cái lá thì con này nó đang xuống lá thì nó nhìn như vậy thôi. H4 các bác ạ. H4 này nó cũng xuống lá đấy các bác nhá. Đây như kiểu cái này mà nó còn lá thì nó rất là đẹp luôn. Vâng, đấy. Con này thì 200 các bác nhá. H4 nhá. H4 ạ. Phi điệp thì cứ tới mùa xuống lá thì trông nó sẽ không được bắt mắt. H5. H5, chậu này nhiều thân này. H5 thì cũng 200 nha các bác nhá. H6. H6 cũng 200 nha các bác nhá. Con bán gần như là đồng giá cho nó dễ. H7. H7. 200 nha các bác nhá. H8. Có chậu này thì nó được ăn theo một hướng nắng và lá nó gần như là còn giữ nhiều. Nên chậu này là 250 các bác nhá. Nhìn thì nó bắt mắt hơn các chậu kia. 250. H10. Đúng không anh? Đúng số không? Đấy. 68 à, số 8, số 8. 250. H9. Thân mập nhỉ. Những cái chậu nó ngắn thân thì nó lại được nhiều thân các bác ạ. Chậu này nó có một cái thân là nó ngày trước nó hỏng này các bác này, bây giờ nó khô luôn rồi này. Nó thành cái khô luôn này. H10. 200. À, H9. H9 là 180.000. H9 nha các bác nhá. Đây mới H10 này các bác này. H10 220.000 đồng các bác nhá. H11 180.000. H12 200. H13 150 à? 150. H14. Ồ, cái này con này đẹp nhỉ. H14. Con lấy các bác 220. H14. H15. H15 200 các bác nhá. H16. 180. H10 mấy dạy nhỉ? 17 này. Vâng, H17 các bác ạ. H17. 180 luôn nhỉ. Thân nó 180. Tức là những cái chậu nào mà thân ngắn thì thường nó lại mập hơn và nó lại được nhiều thân hơn các cái chậu dài một chút. À vâng, thì hôm nay con vừa lên với các bác nhà mình một số đơn hàng. À, con vừa giới thiệu qua thì về cây và hoa thì con cũng đã giới thiệu ở đầu video, còn về các cái giá tiền thì con cũng đã giới thiệu chi tiết với các bác nhà mình từng đơn nhé. Con vườn này thì con đang còn nhiều nha các bác nhé. Bác nào mà mình muốn mua nhiều ấy thì thường phi điệp này có nhiều bác mình sẽ mua ví dụ như là 10 chậu hay là số lượng nhiều hơn ấy thì con đang còn nhá. Vâng, con cảm ơn các bác nhà mình rất là nhiều ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video bán hàng tiếp theo ạ.